lo thằng em đạt con đưa đi học chắc nó phèn lắm á trời. Ừ đúng rồi. Hay vậy mà ông nghĩ tại sao mày lại bồ hot boy nhất trường? Hồi đó mày phèn mày ghê vậy mà sao mày bồ được hot boy? Hot boy của FC. FC luôn. Mà nói thiệt, cái này nói thiệt. Không, mà thằng hot boy đó là trời che mắt hay sao? Còn tụi anh tụi chia nữa, chia ca nữa. Hôm nay tụi 2, tụi 3 đi học và tụi 4, tụi 1 Mỹ. Tụi 2, tụi 3 đi học và tụi 4, tụi 1 Mỹ. Học buổi chiều mà học tốt nghiệp thi, tốt nghiệp á, sáng học buổi 9, chiều học mệt tí mẹ, không đâu học. Xong cứ là chia. Ờ hôm nay tổ này nghĩ tôi hồi đó tổ tao nói chuyên gia đi chụp hình à, hợp hình làm lưu bút á, tao còn đâu ở nhà cũng lưu bút này hồi đó nè, tao nói một cái bộ đồ hồi đó đồ nghèo có đâu, cứ vô cái tiệm chụp đồ có mấy cái bộ đồ đó mặc đi mặc lại, tao nói cứ ngồi chào dáng này nè đó, mấy bà áo dài là vậy nha, còn trai là ngồi vậy này đó, chụp mặc đứa nào lạnh lùng tao còn không có đẹp lắm mày kiểu hồi đó anh ngồi sao, hồi đó tao ngồi sao à, không hồi đó ngồi cũng đàn ông lắm chứ cũng gồng rồi mày sao mà bá bảo ra là hay có cái kiểu như nhìn này đúng không, cầm cuốn sổ như nhìn đó, lòng lưu luyến một khi hoa phượng rơi rồi đó, tăng khi đã xanh tăng cây góc sân trường xong rồi là hội nhóm tặng sau bắt đầu cái chụp nhóm như này, cái tao nói ghi lưu bút dáng này chụp hơi thở nó sến rợn giờ đọc lại nổi da gà luôn, bữa nào tôi kiếm lại cuốn lưu bút của tao cho, trời ơi trời ơi bao nhiêu năm gì tình bạn chúng ta rồi chúng mày sách chia xa tao lòng đau nhói mà vui chú cho đeo cái đầu bây giờ đi học lớp thấy nó nào á trời lúc cái tay nó đang cũng bị rỉ nguyên lý rồi, xong rồi cái ký lên áo tao này kia, xong về chụp áo rồi đâu tiền cũng ra luôn nha một triệu, xong trời ơi lưu bút rồi ghi rồi sức mướt đồ hình đồ ký từ cho nhau rồi, xong giờ năm đầu học lớp được 50% lớp, năm thứ hai thứ ba còn nhóm cứ 10 cuối năm nào thì mấy gương mặt thằng quen đó luôn vậy đó. Trời ơi, lúc chia tay hứa hẹn dữ lắm mấy má, trời ơi, hứa trăm điều, xong cuối cùng họp lớp bây giờ không còn ai. Tính thời tụi bay bị công nghệ quá rồi, hồi của ta còn khổ quá mà, hồi năm 2000 hồi đó là 2002, 2001, 2003 gì đó thì làm gì mà có nhiều công nghệ như tụi bay. Hồi đó là gom tiền lại đứa được mười mấy ngàn, bắt đầu là vô mấy cái thác á, nấu ăn rồi rinh con rinh nồi lên thác rồi, giờ vui lắm. Rồi đủ trò mà còn trốn học nghèo không chứ đâu như tụi bay điện thoại bấm rồi chụp selfie rồi. Cái máy 28 cái máy vậy đó xong rồi doctor rồi mang chạy mắt nè, xong rồi cầm đó còn thời này không có đâu, trời thời đó chụp được tấm hình tập thể lớp là mừng rưng nước mắt á, rửa ra 1000 bản khác nhau thiệt thì chứ không phải như giờ tụi bay đi rồi đây đi học còn xe đạp điện xe máy, rồi hồi đây đạp xe nó sạc háng giờ chân dài là nhờ đạp xe không đó thì dạ dạ chưa dạ có thiệt là dài không đi học vui thiệt, nghèo nhưng mà vui, còn bây giờ nghèo nhưng mà hết vui rồi. Bây giờ nghèo mà hết vui à. Nghèo là buồn hàng luôn á. Bây giờ nghèo là nó chơi trong đó, hồi đó đứa nào nó cũng nghèo như nhau hiểu không? Cho nên mình báo hiếu cho mình chơi với nhau. Xong rồi bây giờ đó nghèo đi chơi mình ơn đi má thì đâu đã chơi với con giờ chỉ có của rồi đó. Hiểu vậy đúng không? Trời ơi, thôi thiệt tự.